Nhâm Tuất thân mến, ở độ tuổi 41-42 này, có anh chị đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tiền tiêu thả ga, không cần lo nghĩ gì cả. Cũng có những người thì lại không được như vậy, vẫn phải tích góp sống qua từng ngày. Sau khi nghe xong, chúng tôi biết anh chị Nhâm Tuất sẽ càng áp lực về cuộc sống, về sự nghiệp bởi các khổ cực đã đeo bám anh chị quá dài, sang quá lâu ngày. Tuy nhiên, sau bao sóng gió, thì nay Viện Nghiên cứu Văn hóa Tâm linh Học Quốc gia chính thức công bố tháng 11-12 âm lịch là hai tháng phát tài lớn nhất đời Nhâm Tuất. Ở tháng này, bản mệnh sẽ nhận lại tất cả tiền tài, danh vọng sau những khổ cực đã phải trải qua. Cứ thế Nhâm Tuất đụng đu lãi đó, tiền về cực nhiều. Thưa Nhâm Tuất thân mến, gần nửa đời trôi qua, trải qua biết bao nhiêu đắng cay ngọt bùi, sóng gió thời trẻ đã làm sờn đi màu áo, khóe mắt thì lại thêm nhiều nếp nhăn. Chúng tôi hiểu được anh chị Nhâm Tuất mưu cầu cuộc sống bình yên, hạnh phúc nhiều đến như thế nào. Cuộc đời của anh chị nhìn đâu cũng thấy khổ cực, vất vả, muốn vui vẻ nghỉ ngơi cũng khó. Mọi điều cứ ập đến muốn dìm người Nhâm Tuất xuống tận đáy của xã hội, chết với nhiều thì cũng đến lúc mệt mỏi, chẳng muốn gắng gượng nữa, nhưng cứ nhìn thấy đứa con, nhìn lại nhà cửa, nhìn lại bản thân chẳng có gì, thì lại tiếp tục cố gắng lau ra đời kiếm miếng cơm, manh áo để lo cho cuộc sống, dù cho bản thân có lao lực đến như thế nào. Này anh chị Nhâm Tuất thân mến, có vài lời mà Minh Đường Tử Vi đã muốn nhắc nhở tới anh chị từ lâu, anh chị có biết không, vì con đường đời của Nhâm Tuất này, vốn không đơn giản, vốn không nhàn tản, vốn lắm bi ai, vốn nhiều tuyệt vọng, vốn lắm gian chân và thử thách kiên trì một cuộc đời. Voi có thể lên, cũng có thể xuống, thăng giáng là vô thường, nhưng cuối cùng sẽ được ngoạn mục và vô cùng rực rỡ, chỉ là quá vất vả, nản quá lắm lúc nhọc lòng, mệt tâm bồn chồn và mỏi mệt quá, xong lại không kể với ai, cứ giữ trong lòng, thắng thì hân hoan được một đoạn ngắn, thua thì cứ tự lây hoay mà xử lý. Nhiều phần cuộc đời như thế, đúng là lắm lúc nghĩ cũng hơi buồn, chỉ là có như vậy thì mới ép được từng giọt nội lực ra, có như vậy mới chiết xuất được tài nghệ thành tinh hoa và tinh túy, có như vậy thì mới xứng đáng được đứng ở đỉnh vinh hoa vì những gì mà bản thân đã dày công cống hiến. Nhưng nhớ, hãy tìm một ai đấy để kể lể, để sẽ chia khóc lóc cũng được, không hẳn là hành vi của kẻ yếu, người mạnh cũng phải khóc, khóc rồi lại chiến đấu tiếp chứ có gì đâu. Minh DUNGTUV luôn ở đây lắng nghe và chia sẻ từng câu chuyện của anh chị, cứ giữ mãi trong lòng mệt mỏi lắm, phiền hà lắm. Người tuổi Nhâm Tuất được biết đến là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm ỷ lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, Nhâm Tuất đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Con giáp này rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Họ sẽ nghiêm túc và hết mình với công việc được giao, dù phải trải qua nhiều khó khăn, gian nan, nhưng một khi đã hứa, bản mệnh sẽ làm bằng được. Đối với con giáp, uy tín và danh dự của một con người là phẩm chất đáng quý. Tuổi Nhâm Tuất có mối quan hệ bạn bè rộng rãi, nhưng không phải ai họ cũng coi là tri kỷ thực sự, tình bạn thân thiết của họ. Phải dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau thì mới có thể lâu dài bền chặt. Bản mệnh tuyệt đối sẽ không kết bạn với những người giả tạo, không thật thà. Quay trở lại với tử vi tháng 11 và 12 âm lịch, giờ đây là lúc anh chị cần tập trung, lắng nghe món quà mà Minh Đường Tử Vi vô cùng tâm huyết dành tặng cho anh chị, có trách nhiệm, tận lực làm việc nên có được lòng tin, làm việc không bỏ dở, đó chính là sở trường của người tuổi Nhâm Tuất. Một điều may mắn nữa là sự nghiệp mà người tuổi Nhâm Tuất theo đuổi, kiên trì, thường rất giá trị và cao quý trong sự nghiệp của mình. Họ rất chăm chỉ và kiên trì, đương nhiên, đó là việc chính nghĩa, vì vậy, họ luôn đạt được thành tích tốt trong công việc. Những đặc trưng trên của người tuổi Nhâm Tuất cho ta biết rằng họ không phải là người theo chủ nghĩa vật chất, cũng không phải là người chỉ biết giữ khư khư cái cũ. Lời nói hành động của họ vừa giản dị lại vừa khôn ngoan, nhanh nhạy, bề ngoài giản dị, thật thà nhưng ẩn chứa bên trong sự thông minh, nhạy bén. Họ thường chiêm nghiệm cuộc đời và quan sát người khác. Nhưng đối với những việc cụ thể hay khi tranh cãi, đừng hy vọng họ đứng ra gánh vác giúp đỡ. Thiên tính của họ là lẩn tránh, họ chỉ muốn bảo vệ bản thân không bị người khác xâm phạm. Người khác giao tiếp với họ phải bỏ ra rất nhiều công sức mới giành được sự tín nhiệm của họ. Mặc dù người tuổi Nhâm Tuất được coi là giúp mọi người vì trượng nghĩa, bất bình trước kẻ xấu, nhưng những ưu điểm này có lúc trở thành một tính cách cực đoan, cố chấp vì họ vốn rất cẩn thận, cảnh giác cao, không dễ tin người, thường xuyên nhìn mọi việc bằng con mắt nghi ngờ. Ưu điểm của mặt này là tránh được những âm mưu tính toán của người khác, nhưng cũng có yếu điểm là cản trở sự phát triển sự nghiệp của bản thân. Họ đã quen việc dùng mắt để xác nhận sự việc, không dễ đồng ý và bị chi phối bởi ý kiến của người khác.
Người tuổi Nhâm Tuất thường phân chia mọi người theo hai kiểu, bạn bè và đối thủ, không có người đứng giữa. Khi giao tiếp với người khác, họ rất thích tìm hiểu xem người đó là bạn hay thù. Đương nhiên, họ sẽ không vô duyên vô cớ mà kết luận vội vàng cho người khác, nhưng một khi đã có thành kiến với ai thì sẽ rất khó sửa. Muốn nhận thức chính xác về một người tuổi Nhâm Tuất, bạn chỉ cần quan sát họ khi đang tranh luận. Một khi biết được người khác động chạm đến danh dự và phá hoại lợi ích của mình, họ sẽ anh dũng đấu tranh đến cùng, không khuất phục, không một sức mạnh nào có thể ngăn cản họ. Đương nhiên, khi xảy ra sự việc nghiêm trọng như có người nào đó làm hại đến gia đình họ, thì họ sẽ nổi giận thật sự. Tiếp theo là vận trình tổng quan bốn phương viện người tuổi Nhâm Tuất 1982 trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 11 2023 âm lịch, vất vả ngược xuôi nhưng có nguồn thu rủng rỉnh để bù đắp. Tử vi sự nghiệp tuổi Nhâm Tuất tháng 11 2023. Người tuổi Nhâm Tuất tháng mới dồi dào năng lượng, bạn sẵn sàng chấp nhận cả những thử thách khó khăn, chịu khó đi xa để tìm kiếm cơ hội, được học hỏi và có thể phát triển các kỹ năng khác của mình. May mắn là bản mệnh tự tin, thể hiện năng lực của mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó và sớm có được thành tích như ý. Những phần thưởng nho nhỏ cũng giúp cho con giáp tuổi Nhâm Tuất cảm thấy tự tin và có thêm động lực để cố gắng. Bạn sẵn sàng hy sinh thời gian giải trí của mình để tập trung làm việc, nỗ lực của bạn sẽ khiến nhiều người phải nể phục, thế nên họ sẵn sàng hỗ trợ bạn khi cần. Nhiều người tuổi này còn nhận được sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp xung quanh, nên sự nghiệp của bạn sẽ có những tiến triển vượt bậc. Quý nhân sẽ xuất hiện để cho bạn những lời khuyên và sự hướng dẫn kịp thời nhất. Tử vi tài lộc tuổi Nhâm Tuất tháng 11 2023. Tử vi tháng 11 2023 âm lịch, dự báo thiên tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính thực sự là điểm sáng của tuổi Nhâm Tuất trong tháng này, như là cách để bù đắp cho vất vả mệt nhọc của bản mệnh suốt thời gian qua. Nhìn chung từ nghề chính cho tới nghề phụ của tuổi Nhâm Tuất, giúp con giáp này kiếm được tiền trong cả tháng cũng rất dồi dào. Đầu tư dễ dàng kiếm được lợi nhuận, có ích cho tình hình tài chính của bạn tăng trưởng. Nếu muốn mua một món đồ xa xỉ nào đó, thì với điều kiện tài chính của bạn có thể đáp ứng thoải mái. Tuy nhiên, không phải khi nào mọi thứ cũng thuận lợi, thành công ở hiện tại không đảm bảo cho thành công ở tương lai. Thế nên khi có tiền, tuổi Nhâm Tuất được khuyên rằng nên để ra một phần cho việc tiết kiệm, tránh việc lãng phí, mua sắm thiếu kiểm soát, sau này lại hối hận. Hơn nữa, nếu ai đang cần tư vấn về chuyện tiền nong, kế hoạch phân bổ tiền bạc, hãy nhờ tới những người có kinh nghiệm, hứa hẹn sẽ có những bậc cao nhân hướng dẫn đầu tư, giúp bạn thoát khỏi nhiều cạm bẫy, giúp cho thu nhập của bạn không chỉ trong tháng 11 mà còn trong những tháng tới cũng rất lý tưởng. Tử vi tình duyên tuổi Nhâm Tuất tháng 11 2023. Xem tử vi tháng 11 2023 của 12 con giáp âm lịch, trong chuyện tình cảm tuổi Nhâm Tuất sẽ có thái độ rất đúng mực, thế nên nếu người ấy hiểu ý thì mọi việc sẽ rất thuận lợi. Ngược lại, nếu người ta thể hiện một thái độ nào không phù hợp thì bạn sẽ thẳng thắn đối thoại. Ngũ hành xung khắc dự báo có những xung đột trong suy nghĩ và hành động của người tuổi Nhâm Tuất và một nửa của mình. Tình hình căng thẳng đang ngày càng leo thang ngay từ đầu tháng tới cuối tháng. Thế nên có giáp tuổi Nhâm Tuất, thay vì đói đầu thì hãy tìm cách để dung hòa mọi chuyện từ sớm. Đó là cách để giảm bớt hậu quả do những căng thẳng gây ra. Có những chuyện bạn cần phải học cách thích nghi hơn là cố vạch lá tìm sâu, nhất là những khi hai người bận rộn, còn xảy ra trường hợp xa mặt cách lòng. Không ai chịu hiểu cho ai, vừa mâu thuẫn lại xa cách mà không được hòa giải ngay, sẽ càng có nguy cơ rắc rối lớn hơn. Tử vi sức khỏe tuổi Nhâm Tuất tháng 11 2023. Về phương diện sức khỏe, ảnh hưởng của dịch mã trong tháng này không nhỏ, nên con giáp tuổi Nhâm Tuất không thận trọng, có thể phải nhập viện vì hao kiệt sức lực. Bản mệnh không chỉ phải chịu áp lực trong công việc mà còn khá vất vả về thể xác. Hơn nữa, thời tiết lạnh nên việc bản mệnh dễ bị cảm lạnh, nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc nên không thể hồi phục nhanh được. Thường xuyên di chuyển, ăn uống và thiếu ngủ có thể gây ra các tình trạng khác nhau mà bạn khó kiểm soát được. Do đó, bạn nên học cách sắp xếp thời gian để có những quãng ngủ và nghỉ cần thiết cho mình. Trước khi quay lại guồng quay công việc, nếu có thể, hãy nhờ người sắp xếp lịch trình và nhắc lịch để những thời gian còn lại bạn hoàn toàn được nghỉ ngơi. Tiếp theo là vận trình tổng quan người tuổi Nhâm Tuất 1982 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi sự nghiệp. So với tử vi tháng 11 2023 âm lịch, tháng này công việc của người tuổi Nhâm Tuất nhiều áp lực và căng thẳng hơn. Vì cuối năm là thời điểm việc gì cũng cần gấp rút hoàn thiện,
Việc đã nhiều thì chớ, lại có tiểu nhân quấy rối, giở trò cạnh tranh, nhằm cản trở con đường thăng tiến. Nguyệt lệnh lâm đất mộ, khiến tuổi Nhâm Tức có xu hướng thu mình lại, ngại va chạm hay cạnh tranh. Vì thế mà cảm giác khả năng xử lý tình huống của bạn thiếu đi sự nhanh nhạy vốn có, thậm chí còn bắt nạt, hù dọa. Vì thế trong các mối quan hệ xã giao, tuổi Nhâm Tuất cần hết sức khéo léo và tỉnh táo. Quân tử thì ta chủ động kết bạn, tiểu nhân thì ta ngấm ngầm tránh xa. Có như vậy, mọi thứ mới yên ổn. Tử vi tài lộc. Tình hình tài chính không có quá nhiều biến động hay ngạc nhiên, bởi mọi thứ đã nằm sẵn trong sự tính toán của bạn. Người làm công ăn lương cuối tháng, ngoài nhận được khoản lương cố định, còn có thêm các nguồn thu phụ như tiền thưởng, tiền hoa hồng, quà tặng Tết. Nhìn chung thu nhập dồi dào, chi tiêu sắm Tết thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều. Người kinh doanh buôn bán vất vả đầu tháng, nhưng cuối tháng ngồi hưởng thành quả tốt lành. Một số bản mệnh có duyên với đất đai, bất động sản, có thể tiến hành giao dịch khá lớn và được hưởng tiền lời cao trong tháng nhờ thái âm dẫn đường chỉ lối. Tử vi tình duyên. Theo tử vi 2023, chuyện tình cảm của người tuổi Nhâm Tuất hầu như chưa có tiến triển gì mới. Bản mệnh mải mê làm việc, kiếm tiền nên tới giờ vẫn cô đơn lẻ bóng. Chưa tính chuyện yêu đương, hơn thế tuổi Nhâm Tuất lại có tham vọng lớn trong sự nghiệp. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu đã đề ra, chân ấy còn chưa tính tới hạnh phúc riêng tư. Bản mệnh cũng muốn thuận theo lẽ tự nhiên, nhân duyên đến và đi không thể cưỡng cầu. Vì vậy vẫn luôn trong trạng thái chờ đợi người phù hợp, sẽ có ngày người đó đến bên bạn, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Theo phi tinh tháng, nhất bạch chủ đào hoa, gặp thất xích chủ về phiền muộn, thị phi đeo bám. Theo đó tuổi Nhâm Tuất nên hành sự rõ ràng, minh bạch, đừng để gây ra bất cứ hiểu nhầm đáng tiếc nào, khiến bản thân phải thua thiệt. Tử vi sức khỏe. Tử vi tháng 12-2023 âm lịch, phương diện sức khỏe cần đề phòng tai nạn, thương tật bất ngờ vì trong tháng nhu cầu đi lại rất cao. Họa vô đơn chí, có trường hợp bạn đi đúng, kẻ khác đi sai, vô tình gây tai nạn, hậu quả khôn lường, vì thế cẩn trọng đề phòng vẫn hơn. Trong tháng có lộc về ăn uống, khó tránh lúc tiệt tùng quá độ, rượu bia nhiều gây áp lực cho hệ tiêu hóa và bài tiết, đó là nguyên nhân khiến bạn mắc chứng khó tiêu, ở chua, đầy bụng, khó chịu. Dù bận rộn tới đâu tuổi Nhâm Tuất cũng đừng quên việc tập luyện thể thao thường xuyên để cân bằng và duy trì sức khỏe ổn định, có như vậy mới kiểm soát cân nặng tốt, tránh tình trạng tăng cân đột biến. Thưa quý vị, để Minh Đường Tử Vi tiết lộ cho quý anh chị một chút về tử vi của anh chị trong năm 2024 sắp tới nhé, để xem quý anh chị trong năm 2024 là hung hay cát. Sinh ra trong khoảng thời gian từ 25 tháng 1 năm 1982 đến 12 tháng 2 năm 1983 dương lịch, thuộc tuổi Nhâm Tuất, cầm tinh con chó. Can chi của tuổi Nhâm Tuất được giải nghĩa là cố gia chi khuyển, tức chó về nhà, năm sinh 1982, mệnh thủy, đại hải thủy, có nghĩa nước biển lớn. Đối với nam mạng, năm 2024 Giáp Thìn là năm mệnh hỏa, có mối quan hệ tương khắc với mệnh thủy của năm tuổi Nhâm Tuất 1982, can giáp gặp can nhâm là tương sinh, rất tốt. Chi Thìn tương xung với chi Tuất trong năm 2024 này, nam mạng Nhâm Tuất được thời vận tạo cho nhiều cơ hội phát triển, những nỗ lực, cố gắng trong quá khứ sẽ được đền đáp xứng đáng, chỉ cần mệnh chủ không bỏ cuộc, tập trung làm việc vì mục tiêu của mình. Vận trình tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982, nam mạng, trong năm Giáp Thìn có cả cơ hội và thách thức, cần chú ý tới phương diện sức khỏe nhiều hơn, vì năm này mệnh chủ khá lao lực với công việc, các khoảng thời gian nghỉ ngơi để cân bằng lại trạng thái tinh thần, gia đình và cuộc sống sẽ giúp nam Nhâm Tuất nạp thêm động lực, năng lượng tích cực. Năm Giáp Thìn 2024 này, nam tuổi Nhâm Tuất 1982 có cơ hội thuận lợi để phát triển công việc, chỉ cần chăm chỉ, kiên trì từng chút, làm việc chuyên tâm, kết quả cả năm sẽ thu được thành quả như mong đợi. Công việc đôi khi sẽ gặp một số khó khăn nhất định, để giải quyết vấn đề, bản mệnh nên tăng thêm tri thức, mở rộng tầm nhìn, cách giao bạn bè, nâng cao trí tuệ của bản thân. Người có trí tuệ sẽ bình tĩnh đối diện với mọi thử thách, biến khó khăn thành thuận lợi, giúp tiền đồ ngày càng rộng mở hơn. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Nhâm Tuất có sự tiến triển tốt, càng chăm chỉ làm việc tích cực, có đầu óc nhạy bén, thì năm 2024 càng có thêm nhiều nguồn thu nhập. Bên cạnh đó, mệnh chủ nên quản lý tài chính chặt chẽ và đề cao lối sống tiết kiệm, giản dị. Ở độ tuổi 43, nam tuổi Nhâm Tuất nên đầu tư vào các mối quan hệ chất lượng và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, chỉ chi tiêu những gì cần thiết, lập dự phòng cho tương lai, sẽ giúp cuộc sống nam mạng Nhâm Tuất luôn an tâm, chủ động,
thúc đẩy bản thân tiến bộ hơn. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của năm tuổi Nhâm Tuất được vui vẻ hòa hợp, việc chia sẻ, động viên, dành thời gian cùng nhau ăn bữa tối mỗi ngày, giúp không khí gia đình thêm ấm áp. Các thành viên trong gia đình gắn kết và yêu thương nhau nhiều hơn. Nếu đạt được sự cân bằng giữa gia đình và công việc, thì Nhâm Tuất nam mệnh sẽ tiến xa hơn và đạt được thành công. Ngay cả khi mệt mỏi, gia đình vẫn là nơi tuyệt vời nhất giúp mệnh chủ sạc đầy năng lượng, tiếp thêm động lực để tiến lên phía trước. Bước sang tuổi 43, nam mạng Nhâm Tuất nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc sức khỏe bản thân. Hãy duy trì một tâm thế tích cực bằng cách ăn ngủ điều độ, vận động thường xuyên để đầu óc tỉnh táo, sáng suốt trong cuộc sống. Những khi làm việc lao lực, mệnh chủ nên cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới xung quanh, tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Thỉnh thoảng nam Nhâm Tuất có thể di chuyển bằng xe đạp hoặc thong thả đi bộ để tận hưởng cuộc sống tươi mới. Riêng với nữ mạng, trong năm 2024 này, thời vận của nữ mạng Nhâm Tuất sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu xác định tốt mục tiêu, làm việc chắc chắn, bền bỉ và chính xác thì công việc sẽ thuận lợi, gặt hái thành tựu. Luôn phấn đấu tu dưỡng đạo đức, trí tuệ, nghị lực thì con người sẽ tiến bộ mỗi ngày. Vận trình tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 nữ mạng trong năm Giáp Thìn như chiếc thuyền lúc ngược dòng, lúc xuôi dòng, nhưng người chèo thuyền chắc tay lái thì không có gì có thể làm khó được. Nữ Nhâm Tuất sống nhân hòa, thiện lương, khiêm tốn thì việc gì cũng suôn sẻ. Năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 sẽ gặp cơ hội và có quý nhân giúp đỡ trong công việc. Là người khéo léo, dễ dàng thích nghi, biết đối nhân xử thế, nên nữ Nhâm Tuất gây dựng được uy tín và có nhiều mối quan hệ tốt đẹp lâu dài. Thực tế công việc nào cũng tồn tại khó khăn nhất định, đối diện với những vấn đề, nữ Nhâm Tuất không nên quá quan trọng quá. Kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi để cho tâm trí tươi mới, khai thông đầu óc, hoàn thành công việc hiệu quả và cuộc sống cũng trở nên hài hòa. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Nhâm Tuất có sự tăng trưởng, nguồn thu đến từ những khoản đầu tư an toàn và các quỹ tiết kiệm đều đặn, sinh lời của mệnh chủ, chăm chỉ tích lũy tiền bạc sẽ giúp tài chính của nữ Nhâm Tuất 1982 trong năm nay ổn định. Năm nay, mệnh chủ nên chi tiêu cho những khoản cần thiết như chăm sóc cho gia đình, lo cho sức khỏe bản thân và đầu tư vào các lĩnh vực học tập, kiến thức, về lâu về dài. Sự lựa chọn đúng đắn sẽ giúp nữ Nhâm Tuất xây dựng được một nền tảng vững chắc cho cuộc sống sau này. Trong năm Giáp Thìn 2024, các mối quan hệ của nữ tuổi Nhâm Tuất có chiều hướng phát triển tốt đẹp hơn. Là người biết lắng nghe, giỏi thuyết phục người khác, nhưng nữ Nhâm Tuất cũng sống rất nội tâm, ít chia sẻ tâm tư ra bên ngoài. Bởi vậy, lời khuyên cho nữ 1982 là nên chia sẻ nhiều hơn với gia đình, bạn đời để nhận được sự nâng đỡ, hỗ trợ, giúp cuộc sống yên bình và tốt đẹp hơn. Dù là năm 2024 hay quãng thời gian về sau, hãy luôn ưu tiên dành thời gian cho người thân bên cạnh để vun đắp tổ ấm thêm hạnh phúc. Nữ Nhâm Tuất 1982 trong năm Giáp Thìn bước sang 43 tuổi âm lịch nên cần chú trọng đến việc dưỡng sinh, giữ cho thân tâm mình khỏe mạnh. Dưỡng sinh ở đây bao gồm hai yếu tố, vận động và tĩnh dưỡng kết hợp với nhau. Giữ cho tâm lý luôn vui tươi, tích cực và lạc quan sẽ giúp nữ Nhâm Tuất tỉnh táo, sáng suốt, cải thiện sức khỏe. Bản mệnh nên có giờ ngủ, nghỉ điều độ, ăn uống lành mạnh, thường xuyên vận động nhẹ nhàng để cơ thể bền bỉ, dẻo dai và có sức đề kháng tốt hơn, trừ bệnh tật. Thưa quý vị, Đức Phật chỉ cách giúp bạn vượt qua khó khăn, đời là bể khổ, muốn hết khổ, hãy tự cứu lấy mình, mọi việc luôn có nhân quả. Và luật nhân quả không chừa một ai, trước hết phải hiểu tại sao mình gặp nghịch cảnh, có ba loại nguyên nhân, đó là vận số đúng thời điểm và thiên thời, địa lợi, chỉ có tìm ra nguyên nhân thì mới có phương pháp giải quyết đúng đắn, mới có thể thoát khỏi nghịch cảnh càng sớm càng tốt. 1. Ảnh hưởng của vận số chính là vận mệnh. Kỳ thật vận mệnh cùng vận may là hai chuyện khác nhau. Vận mệnh là con số cố định không thể thay đổi, nhưng vận may thì có thể thay đổi. Cách tốt nhất để thúc đẩy vận may là tìm ngũ hành mình thích trong vận số, vận dụng nguyên lý thái cực để tăng cường năng lượng phù hợp với mình. Ví dụ như ăn món mình muốn, dùng màu sắc bạn thích, kết hợp với những người có chung năng lượng, chỉ cần bạn sử dụng đúng cách thì hiệu quả sẽ rất tốt. 2. Ảnh hưởng của con người. Nhiều người rơi vào nghịch cảnh gặp xui xẻo vì gặp phải người không tử tế, bị người khác liên lụy, trù dập, đó là lòng đố kỵ. Và chính kẻ ác này mới là kẻ kéo bạn xuống bùn. Có hai cách đối phó với kẻ ác. Một là tránh né, tức là hạ quyết tâm tránh người này, tránh hoàn cảnh này. Thay đổi chỗ ở,
thay đổi hoàn cảnh để thoát khỏi tổn hại và uy hiếp mà những kẻ này mang đến cho bạn, nó sẽ dần trở nên tốt hơn. Và khi không thể tránh khỏi, bạn chỉ còn cách là lựa chọn từ bỏ tiền bạc, mỉm cười với bản thân và hóa giải những tổn hại mà kẻ thù ác mang lại cho bạn. Đừng bao giờ đấu tranh với kẻ ác. 3. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hào quang của hoàn cảnh sẽ có ảnh hưởng đến hào quang của một con người. Nếu hào quang của hoàn cảnh khuếch đại năng lượng của bạn và kìm hãm việc sử dụng năng lượng của bạn, thì nó sẽ sớm có tác dụng ngược đối với bạn, khiến bạn rơi vào nghịch cảnh và sau đó là thất bại chuyên trở. Phổ biến hơn là sau khi chuyển đến nhà mới, trong nhà thường xuyên xảy ra tai nạn, vận may trong gia đình sa sút, làm ăn sa sút. Sau khi thay đổi địa chỉ công ty mới, hãy phân tích môi trường phong thủy xung quanh bạn, từ đó điều chỉnh hoặc thay thế. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý anh chị cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.